Xin chào, chào buổi sáng. Xin chào quý vị, xin chào khán giả, những người đã follow kênh của Hữu Hôm và hôm nay đây. Quý vị và các bạn, những khán giả rất là dễ thương của Hữu Hôm, tình cờ thấy em like. Rồi, xin chào cả nhà, chào những người có đam mê du lịch này, những người rất vui vì du lịch Việt Nam hiện tại đang rất là khí thế này. Và hôm nay trong cái live này, Hữu sẽ chia sẻ cùng quý vị vì sao mà du khách tấp nập đến sân bay vì một cái lý do gì đó, đúng không ạ? Chắc chắn rồi, như quý vị đã biết, du lịch đã khôi phục sau cái đại dịch Covid và bây giờ là cái thời điểm mà không những du khách quốc tế mà những người bà con Việt Nam ta đã chu du và đã đồng hành trên mọi nẻo đường hành trình du lịch đi khám phá cái vẻ đẹp toàn diện và độc đáo không nơi nào có của đất nước Việt Nam, đặc biệt là những cảnh quan thiên nhiên, con người, văn hóa, những cái hoạt động rất là thú vị. Thì ngay bây giờ đây, Hữu xin công bố một thông tin ngày hôm qua. Vậy nên hôm nay Thanh Hữu đang có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Đà Nẵng. Xin gửi đến quý vị trong cái điểm check-in khá là nhộn nhịp ở sân bay thành phố Đà Nẵng, đưa du khách đến tham quan phố cổ Hội An và sau đó hành trình ra phố đô Huế tham quan Vương Triều Nguyễn và tiếp theo chắc chắn rồi không thể thiếu đó là là vui khi chào đón quý vị đến với live của Thanh Hữu đại diện cho kênh Hữu Hôm ngay bây giờ đây. Nếu như quý vị yêu mến thì hãy nhấn vào cái nút follow hoặc là đăng ký kênh hoặc là thả tim để Thanh Hữu tự tin hơn, thú vị hơn khi tổ chức những cái buổi live stream như thế này, để cho quý vị thấy rằng đây là một trong những cái thời điểm mà quý vị có thể là chọn đi du lịch không đâu xa, không cần phải ra ở các nước ở xung quanh, nhưng mà chỉ cần chọn những cái điểm đến ở Việt Nam rất là đẹp, rất là thân thương, rất là thú vị của Việt Nam là được rồi. Đấy, lý do mà Thanh Hữu mang cái live stream này đến với bà con, đến với các bạn thì hãy cho Thanh Hữu một tim ạ. Đây, du khách quốc tế đi rất là nhiều đây các bạn, du khách quốc tế đến Việt Nam rất là nhiều. Và một trong những cái điểm nhấn của Việt Nam đó là sự tận tình chu đáo từ sân bay, đúng không ạ? Các cô nhân viên sân bay ở đây phục vụ rất là tận tình chu đáo đó, ngay cả lượng khách đến từ các nước Trung Đông cũng đã đổ xô về Việt Nam. Vậy tại sao chúng ta không đi du lịch ở Việt Nam, tại sao chúng ta không khám phá những vẻ đẹp hiện có của Việt Nam?
Chỉ cần đi lại trong nước thôi thì quý vị cũng thấy là đẹp biết bao, và không nơi nào đẹp hơn như là ở Đà Nẵng đây, Hội An đây, Vịnh Hạ Long đây, rồi thì Phong Nha Kẻ Bàng, Đồng Thiên Đường đây, đó rất là đẹp. Và Việt Nam Airlines là một trong những điểm nhấn của ngành du lịch Việt Nam, vì các cái anh chị nhân viên phục vụ ở đây rất là nhiệt tình, là tận tình chỉ bảo. Khi mà đến giờ phút cuối, du khách tìm những cái chuyến bay, họ có thể là đến sân bay vội vàng, thì có những cô gái dễ thương trong cái bộ trang phục nhận diện thương hiệu rất là tốt của Việt Nam Airlines lâu nay đó. Và chắc chắn rồi, du khách xếp hàng phải không ạ? Thì ngoài những cái điểm đến của thế giới bình chọn thì có Cầu Vàng và Bà Nà Hills, một trong những điểm nhấn lâu nay mà khiến cho mọi du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến từ Ấn Độ, đã có cái xu hướng tìm tìm đến và mua cái tour là gọi là tham quan Bà Nà Hills, trải nghiệm Bà Nà Hills cũng như Cầu Vàng đây. Và bây giờ là các anh chị có háo hức không ạ? Các anh chị có háo hức đi du lịch chưa ạ? Nếu xem xong cái like này của Hường Hôm mà quý anh chị háo hức đi du lịch á, thì quý anh chị có thể vào bio của em hoặc là comment ở dưới đây, có những cái hành trình mà Hường Hôm sẽ mang đến cho quý vị với giá cả rất là dễ thương, chất lượng, đặc biệt là những cái Dạ, con chào các cô. Các cô bây giờ đã đi đi đâu? Đi đâu ạ? Vâng, bây giờ đến du lịch Đà Nẵng rồi phải không ạ? Vâng, cô có thể cho con biết ý kiến là các cô có thích Đà Nẵng không ạ? Ôi giời ơi, Ồ thích đẹp lắm, ạ. mê lắm. Dạ. Vì sao? Vì ẩm thực hay là vì cảnh đẹp ạ? Vì cảnh đẹp. Dạ vâng. Các cô đến từ Thái Nguyên mà rất là thích Đà Nẵng vì cảnh đẹp. Dạ. Rồi con người thì sao ạ cô? Con người thân thiện. Thân thiện, dạ. Dạ quá tuyệt vời, dạ. Ô các cô có được cái đồng phục này là do công ty hay là các cô Ôi từ giời, tự túc. từ túc đấy? Các Ôi giỏi bà quá. của người cao tuổi hết, đi Vâng. thi cho tỉnh Thái Nguyên Vâng, đi thi về lĩnh vực nghệ thuật về hay là lĩnh gì ạ? vực thể dục dưỡng sinh. Thể dục dưỡng sinh. Dạ, cháu thấy rồi. Ô một trong những cái mốt thời nay đó để giữ gìn sức khỏe. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà được đi du lịch như thế này nữa thì cô nhỉ? Vừa dưỡng sinh mà vừa đi du lịch thì cuộc sống phơi phới. Dạ. Bây giờ người già phải. Và hôm nay là ngày thứ năm hay là ngày thứ sáu rồi hả cô? Hôm nay là ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu rồi hả cô? Dạ Ngày thứ vâng. sáu. Dài nhờ, một hành trình của cô đến với Đà Nẵng Hội An rất là dài cô nhỉ. Và như vậy là dạ. Dạ vâng, dạ. Cháu vào đấy thì cháu ra liền nha. Dạ cô ơi cô, cháu xin phép hỏi cô một câu thôi được không ạ? Nếu không trả lời được thì cô có thể không trả lời. Cháu không phải là người gì đâu, cháu là người bình thường, người dân thôi. Nhưng mà cháu rất là hồ hởi vì du lịch nó đang lên, nó khiến con người Việt Nam mình có nhiều cơ hội đi du lịch. Và cháu rất là vui vì một trong những người sống ở Đà Nẵng mà thấy du khách đến rất là đông á cô. Thực sự cháu có một câu hỏi này thôi, cô trả lời cũng được không cũng được ạ. Cô thấy thế nào với cái kinh phí cô bỏ ra khi đi du lịch đến Đà Nẵng và Hội An ạ? Cô có hài lòng với giá cả? Nói chung là các con cũng nhiều, nhưng mà giá cả đây là nó cũng hợp, rất là hợp lý. Hợp lý Đến đúng không? cả từ Dạ. lái xe phục vụ, tinh thần phục vụ lái đầu, phục vụ Và lái xe của các nhà hàng. dạ Còn vâng cô đến ấy thì nói các cháu tuổi trẻ, nhưng mà các cháu dạ cũng có rất là dạ vậy là cô hài lòng lắm ạ. phục Dạ vụ với khách hàng. dạ đúng rồi. Còn Dạ tất cảm nhiên ơn thì cô, cảm ơn cô đã ghi nhận. rất Dạ là tốt. người miền Trung tụi cháu là rất là muốn làm việc hết mình,
phục vụ cho du khách đến để làm cho con người nơi đây có cải thiện cuộc sống của cô, tại vì du lịch nó rất là quan trọng. Ngày nay ngành mũi nhọn này người ta xác định từ lâu rồi, nhưng mà lâu nay thì người dân chưa có tham gia vào những cái hoạt động để mà có thể tạo ra kiếm sống. Tôi cũng đã đến Đà Nẵng cũng không phải lần thứ nhất. Vâng. Cái này cũng năm thứ năm cũng đến một lần rồi. Vâng. Thực ra mình nói thì tôi thấy cái sự phát triển của Vâng. thay đổi rất nhiều. Vâng. Về cái phát triển của khu du lịch ấy. Dạ vâng. Phát triển rất nhiều và cảm thấy là mình đến mình cũng rất là hài lòng về việc phục vụ và xem các cái chương trình rất là bổ ích. Nên là nó rất là mới lạ với các cô với chủ nhân đi. Cô cũng xem 3D luôn, hay nhỉ? Trở mang cô về với tuổi thơ nhỉ? Trở về với tuổi thơ nhỉ? Hay, dạ. Dạ vâng. Cái thay đổi của quê hương đất nước mình. Vâng. Thấy các cô là sướng hơn tụi cháu rồi đấy. Tụi cháu cứ mải miết đi làm mà không bao giờ xem được những cái đó. Cho dù là ở đây. À, có phải là cái hoạt động yoga gần đây không, hay là chỉ là thể dục thôi ạ? À? Dạ vâng. Vâng. Yoga. Nếu mà cái ý tưởng này mà nó đồng đều, nó phát triển trên mọi miền tổ quốc thì rất là hay đó cô. Cháu thấy cái này có cái hướng của từ trên liên đoàn, nay mai họ sẽ xin. Vâng. Đây cũng là một trong những cái điểm nhấn. Nơi này mai nơi khác. Dạ. Và các vận động viên được đi tham gia thi ở các nơi trên mọi miền đất nước và được tham quan du lịch kết hợp và... Dạ hay quá cô nha. Thì cháu rất là vui khi thấy du khách đông đúc như thế này. Vậy thì cũng vừa rồi xin phép là phỏng vấn cô một câu như vậy mà cô đã chia sẻ rất là nhiều thông tin. Cháu cảm ơn và chúc đoàn đi vui vẻ về quê, mình khỏe, và may mắn. Cảm ơn cháu nhé. Dạ, hiện tại cháu đang quay trên... Dạ vâng, dạ, cháu quay trên TikTok này thì hy vọng cũng có được một đối tượng khán giả xem để họ sẽ chọn Đà Nẵng, Hội An làm điểm đến cũng như các cô vậy. Và tụi cháu cũng có cơ hội đi du lịch ra Thái Nguyên, miền Bắc. Cháu cảm ơn, cháu tên là Hữu ạ. Cháu cảm ơn cô. Dạ vâng, cháu xin phép. Cháu xin phép chào đoàn ạ. Cháu chào các cô. Dạ vâng, chúc đoàn mình đi mình khỏe ạ. Dạ vâng ạ, dạ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Thanh Hữu đã có một cái buổi phỏng vấn với một cô trong đoàn du khách Thái Nguyên, thì cô ấy chia sẻ rất là hay về du lịch Việt Nam. Và xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng xem livestream trong buổi sáng hôm nay. Rất mong các anh chị follow kênh và đặt những câu hỏi thú vị cho kênh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.